Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi vào quy trình kiểm tra phụ liệu. Đầu tiên chúng ta xác định phụ liệu trong ngành may nó là những gì. Phụ liệu là những gì mà ngoài vải ra kết cấu lên một sản phẩm may như quần áo. Nó gồm có accessory, phụ tùng như dây buộc, dây đệm như nốt ống, attachment, đồ lắp như cúc, chỉ may, đai, submaterial, nguyên phụ liệu, nguyên liệu phụ, nguyên liệu đóng gói, giấy đóng gói, về cỡ, thể bố, đánh giá, v.v. và tất cả những gì cấu tạo lên cho sản phẩm ngoài cả. Và mục đích kiểm tra phụ liệu của chúng ta là kiểm tra chất lượng phụ liệu khi nhập kho, ngăn ngừa phụ liệu kém chất lượng vào các công đoạn tiếp theo, giảm sự cố phát sinh trong sản xuất. Các sự cố phát sinh trong sản xuất, để như các bạn biết, các sự cố phát sinh trong sản xuất đều gây ra lãng phí về vật tư, nguyên phụ liệu và thời gian để sửa chữa hoặc các vấn đề không cần thiết khác. Cho nên cái việc kiểm soát về phụ liệu rất quan trọng, đảm bảo phụ liệu đáp ứng những yêu cầu của khách hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, quy định về an toàn sản phẩm. Trách nhiệm kiểm tra là thuộc về nhân viên kiểm tra phụ liệu hay thuộc về bộ DCPA và nhân viên kho. Một câu hỏi đặt ra là nếu không kiểm tra phụ liệu thì có sản xuất được hay không? Nếu không kiểm tra phụ liệu vẫn hoàn toàn có thể sản xuất được, nhưng chúng ta không thể đảm bảo được sản phẩm sản xuất bởi cái phụ liệu đấy có đảm bảo chất lượng hay không. 3. Phương tiện để kiểm tra. Phương tiện để khi chúng ta chuẩn bị kiểm tra phụ liệu, chúng ta cần chuẩn bị đủ các phương tiện như sau: mẫu phụ liệu chuẩn, trong bảng màu, trong bom bill. Bảng màu này phải có được kiểm duyệt của khách hàng, có đóng dấu. Thước dây, hộp soi màu, nylon, nhám dính nối, máy test cúc, máy test độ bền của mic, kéo, biểu mẫu và các báo cáo tiêu chuẩn lỗi, tem dán phụ liệu đã kiểm, quy trình hướng dẫn kiểm tra chất lượng và những cái form biểu báo cáo đi kèm. Tỷ lệ kiểm tra với phụ liệu các bạn xác định là những phụ liệu có thể kiểm được thì chúng ta sẽ kiểm theo AQL, những sản phẩm không thể kiểm được thì chúng ta kiểm theo tiêu chí 4 điểm. Nhân viên kiểm tra QC lấy mẫu kiểm theo AQL với tiêu chí là 1.5. AQL là viết tắt của từ Acceptable Quality Limited. Chúng ta chọn mẫu theo AQL và đạt hay không đạt theo AQL. Nếu trường hợp lô hàng dưới 50 cái thì chúng ta kiểm tối thiểu là 10% hay 20%. Nếu là bo cuộn, những cái không đến được, bo cuộn, chỉ, chun, nhám, chúng ta sẽ kiểm với tiêu chí 4 điểm và lấy tối thiểu là 10%. Nếu chất lượng kém, chúng ta có thể kiểm 100% hoặc với những yêu cầu khách hàng hoặc yêu cầu của bộ chất lượng. Khi kiểm tra 100% thì nhân viên kiểm tra QC kho và nhân viên kho phải kiểm tra 100% số lượng các phụ kiện phụ tùng kèm theo dựa theo packing list của đơn hàng. Tất cả các phụ liệu nhận về phải kiểm tra đối chiếu với bảng màu, bom, bill. Tất cả các phụ liệu phải có thẻ bài hoặc nhãn liệt kê theo mã hàng, đơn hàng, chủng loại. Những phụ liệu không có tem mã, tem nhãn yêu cầu khách hàng bên vendor cung cấp đầy đủ. Không có tem nhãn, không có mác, đương nhiên là căn hàng nhập lậu, không có thông tin. Lấy mẫu kiểm trong thùng thì các bạn nên lấy theo vị trí trên, giữa và cuối để kiểm tra các chi tiết đến chọn một ngẫu nhiên. Khi kiểm tra số lỗi quá 2% thì các bạn phải thông báo lại cho nhân viên theo dõi đơn hàng với số lượng lỗi đính kèm với số liệu lỗi. Nếu số lượng lỗi vượt quá 2% thì tiếp tục kiểm thêm 10% áp dụng cho số lượng trên 5.000 sản phẩm hoặc 100% phụ liệu còn lại. Nếu không chấp nhận thì nhân viên theo dõi đơn hàng thông báo với nhà cung cấp trả lại sản phẩm lỗi hay cung cấp thêm số lượng bù và số lượng lỗi. Khi các báo cáo theo các điểm mẫu kiểm tra phụ liệu, hồ sơ lưu hồ sơ cung cấp cho các bộ phận liên quan ngăn ngừa các lỗi phát sinh trong sản xuất. Các lỗi thường gặp, các loại lỗi thường gặp đối với một số loại phụ liệu cụ thể là sai quy cách, chủng loại, kích thước, số lượng, trọng lượng, gơ bẩn, mất sợi, lỗi sệt, lỗi chỉ, khuôn đứt, bao bì, nhãn mác ghi sai trong tài liệu cung cấp,
ngày xưa em chữ thăng màu. Đối với chỉ may, các bạn là các nội dung cần kiểm tra đối với chỉ may: chất lượng chỉ, độ xù lông của chỉ, cách quặn chỉ và ống, độ đứt của chỉ, độ bền chắc của chỉ, sự khác màu. Để kiểm tra độ khác màu thì bạn nên lấy chỉ mẫu, sau đó đặt vào Livebox để các bạn so sánh màu. Số mét trong cuộn và số cốt chỉ theo mỗi một nhà cung cấp thì sẽ có các cốt chỉ sẽ khác nhau, bao bì trên chỉ. Ngoài ra các bạn cần kiểm tra độ ẩm của chỉ, độ lấm mốc của chỉ. Các loại nhãn mác các bạn cần kiểm tra một cách chính xác về từ ngữ, nét chữ, ký hiệu và logo, kích thước của nhãn mác, màu sắc, độ gấp khi may không mất chữ hay tấn chữ hay là chèn chữ, độ mềm giòn gãy của nhãn, đặc biệt đối với nhãn cao su, chất lượng và chất liệu của dệt, số lượng hay lẫn sai các mẫu hàng như Capo. Kiểm tra chun. Chun các bạn cần chun là cái không thể đến được, các bạn sẽ kiểm tra theo AQL và các bạn sẽ lấy mẫu theo AQL và kiểm tra theo tiêu chí 4 điểm. Chun bạn kiểm tra cổ của chun hay độ rộng của chun, số y trong cuộn, độ giãn kẽ bằng tay, độ mềm của chun, chun có bị vặn hay không, chun có bị cong, chất lượng dệt, đứt sợi bút chun, số lượng chỗ lối trong cuộn, tối đa 1 mối lối trong 100 m, số độ co rút của chun sau khi tả hơi ép nhiệt, chun sau khi tả hơi sẽ bị co lại và kiểm tra xem cái phần trăm hao của chúng là bao nhiêu. Keo hay là gọi là mách dựng keo phải tương thích đối với loại vải theo đúng như bảng màu hay như cầu kỹ thuật. Ép keo thì phải bám dính trên đại đường mặt vải, xác định được nhiệt độ, thời gian, chế độ ép, không làm thay đổi màu của vải, độ bám dính. Chúng ta sẽ có một cái phần kiểm tra về hướng dẫn chi tiết hơn về cách kiểm tra độ bền chắc của ép keo. Về các cái phúc các đinh tán, các bạn cần kiểm tra chảy xước, móc biến dạng, không giống mẫu duyệt, không đầy đủ chi tiết, kích thước màu sắc chảy xước, bao góc, logo in phải rõ nét, ngay ngắn, không được nghiêng. Đối với những cái cúc hay những cái nút mà có logo, có chữ, không đồng nhất màu sắc, kích cỡ, chủng loại, khi cài không bị quá chặt, không khớp nhau, độ cao của nút, độ rộng của chân nút, để chi tiết nút quá không rộng. Là khi cái lúc này khi chúng ta đứng lên cái móc up, chúng ta cần phải test độ bền của cúc. Đây là hình ảnh chi tiết của cái máy test cúc. Kiểm tra dây kéo đương nhiên là dây kéo phải kéo được. Điều đầu tiên, đầu dây kéo không dễ gãy, không quá chảy xước, sai răng dây kéo, màu sắc, kích thước, chiều dài, chiều rộng, cạnh dài của dây kéo gây xước trên sản phẩm, hay ảnh hưởng đến người mặc khi chảy xác. Đường trượt dây kéo phải dễ kéo và phải tự động khi kéo lên. Bản dệt hai đầu không đủ dài khi may hai bên phải cua ra bục sợ. Tất cả các đường kim loại phải qua máy kiểm kim loại mới được đưa vào sản xuất. Đối với những sản phẩm kim loại như cúc hay khóa có chế độ sơn để từ, nhưng có những cái mà bị lỗi thì khi qua máy dầu kim nó vẫn kêu. Như vậy các bạn phải đưa qua 100% các cúc các khóa này qua máy dầu kim để loại bỏ những cái chưa được từ trước khi cho vào sản xuất. Dây móc hay là dây treo khóa các bạn phải kiểm tra kích thước, màu sắc, độ chảy xước, logo in có lẽ hay không, hoặc là những logo bằng nhựa không có dính nhựa thừa ở xung quanh cái ba gương, nem màu sần sùi hay biến dạng, giòn gãy đối với những kim loại ở bằng màu nhựa khi cài không quá chặt, không khớp với nhau. Nếu là kim loại thì phải kiểm tra máy dầu kim trước khi đưa vào sản xuất. Dây thun, dây luồn hay tết bạn cần kiểm tra về màu sắc, bán kính dây, độ to bản của trục của dây, độ dài của dây trong cuộn, lan len màu sắc và hơi hay giặt nhẹ để kiểm tra độ lăng màu. Cơ sợi biên xung quanh tết, dây luồn, sự kéo giãn không trở lại trạng thái hình ảnh ban đầu, độ co rút sau khi tà hơi là 30% để chúng ta kiểm tra sự hao hụt.
nhám, các bạn nhám các bạn sẽ kiểm tra theo chi phí đúng điểm và lấy mẫu theo APL. Các bạn cần nội dung các bạn cần kiểm tra là màu sắc, to bản độ dài trong cuộn, lan lem màu sắc các màu, tua biên cỡ nhám, độ bám dính của nhám, kiểm tra ép sim. Đối với sim các bạn cần kiểm tra độ ép sim trên chất liệu vải có ghi nhận thời gian nhiệt độ chế độ ép, kiểm tra ít nhất 5% trên 3 lần kiểm. Các phụ liệu đóng gói như thẻ bài, nhãn dán, bao ni lông, kích thơ, đạn nhựa, giấy. Các bạn cũng cần kiểm tra đầy đủ các ký tự, các từ ngữ, các mã cốt, kích thước, màu sắc, em màu, chất lượng. Bao ni lông cần kiểm tra nội dung bột phấn nên sử dụng phải màu tối để kiểm tra. Bao ni lông cũng còn những phấn trắng. Băng keo, kích cơ, độ bám giá, bám dính, thẻ bài, nhãn, dán lộ sai PO, thùng sai chất liệu, kích cỡ, kích thước, in chữ, barcode, cần có máy để kiểm tra cái code. Các tình huống để xử lý trong quá trình cho bạn kiểm tra. Trong trường hợp kết quả kiểm tra không phù hợp với tiêu chuẩn, nếu số lỗi ít hơn 2% phải có xác nhận của nhân viên QA và đánh giá loại, phân loại giá khi được sử dụng có ý nghĩa xác nhận của khách hàng hoặc người có thẩm quyền như trường hợp chất lượng. Còn những trường hợp mà nếu có lỗi lớn hơn 2% thì các bạn cần phải báo cho bên nơi trình đai hay kế hoạch để làm việc với khách hàng để cung cấp dư bổ sung cho phụ liệu hoặc trả lại. Thì trong cái kế hoạch thì luôn có xuất dư 2% phụ liệu, nhưng cái số lỗi thì lại hơn 2% thì chúng ta cũng cần phải thêm. Các mẫu kiểm tra không đạt tiêu chuẩn phải được tách riêng, ghi nhãn không sử dụng và thông báo cho các bộ phận ngăn chặn lỗi phát sinh trong khi sản xuất. Các loại chun, phá tết, dây luồn, uy tin, chất lượng cốt tông của bộ phà hơi để kiểm tra độ co rút lên cần cung cấp cho phòng kỹ thuật và trường sản xuất để có những giải quyết về định mức hay thông số đơn giản lại. Tôi nói đến cái là kiểm tra tại APL đối với những sản phẩm có thể đếm được như cúc, những sản phẩm không đếm được như dây chun, các bạn có thể chọn lấy mẫu theo APL và kiểm theo quy trình 4 điểm.